nào mà cái tâm của các vị mà nó thật an, nó không có bị cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực, cái thùy, không bị tất cả những cái ngoại cảnh mà nó tác động, nó làm cho các vị phải suy nghĩ, phải ưu tư. Thì cái lúc mà tâm hồn các vị mà nó rỗng rang, nó trong sáng, nó thanh tịnh như vậy đó, là lúc đó các vị có an. An khác. An là cái bước thứ nhất. Có an rồi mới có lạc. Cái lạc là vui. An là an ổn. Có an ổn rồi, trong tâm thành rồi mới có lạc, mới có vui vẻ. Còn nếu mà mình không có cái an ổn trong tâm hồn mình đó, là không bao giờ mình thấy cái sung sướng, cái vui vẻ. Cho nên tôi nói cái này rồi đại chúng để ý nè. Cũng chính những cái mặt trời đó, mặt trăng đó, cũng chim kêu đó, cũng gà gái đó, cũng dế gà dế năm đó, cũng dế bầu bồ tọa cái nôn đó. Nhưng mà cái tâm, cái lúc nào mà tâm của các vị mà an á, thì các vị nghe tất cả những âm thanh, các vị nhìn thấy những ngoại cảnh đó, nó màu nhiệm mà nó sung sướng một cách kỳ diệu mà không tả được. Đó là tâm có an, cho nên nó có một cái niềm vui kia bằng bất khả tư nghị. Rồi cái lúc nào mà mình không chế ngự được cái tâm mình đó, mình để cho cái thoáng buồn mà nó hiện vô trong tâm trí mình, rồi bắt mình phải tư duy, mình phải nghĩ ngợi về cái chuyện buồn đó, thì cũng mặt trăng đó, cũng mặt trời đó, cũng ban đêm đó, cũng ban ngày đó, cũng tiếng gà đó, tiếng chim đó, tiếng bồ tọa cảnh hương đó, tiếng nhớ bầu, tiếng giặc thành đó, các vị nghe không hề có mùi vị an lành giải thoát gì cả. Là vì tâm không an thì không hề thấy có sung sướng. Còn tâm an thì các vị thấy những cái cỏ dại, những cái hoa tầm thường ở ngoài đồng ngoài nội, các vị thấy cây cỏ mà nó mọc lên cỏ dại thôi, các vị cũng thấy cái màu nhiệm của cái sự sinh trưởng, sự hợp tan, sự nảy nở của từng cây cỏ một. Thế thì là vô vào cái mà mình đi ngoài đường, ngoài ruộng, nhìn cỏ qua, nghe những tiếng, tất cả những âm thanh đó, mà các vị thấy nó sung sướng, nó nhẹ nhàng, đó là tâm của các vị an này. Mà chính an cho nên mới có sung sướng đó, mới có cái lạc đó. Mà không an thì không có lạc. Mà cái an lạc đó là kết quả của cái sự học đạo, sự tu hành của mình. Do vậy cho nên khi nào mà mình thấy mình không có vui, mình thấy mình buồn mang mát, đó là kiểm tra lại là tâm mình không an. Nhất định là mình có bị một cái gì chi thôi. Cho nên cái lúc mà mình mà bỏ hết những cái sự chi phối ưu tư của mình đó mà, lúc đó ta có thể sống gọi là vãng sanh cực lạc. Vãng sanh nghĩa là ta đổi đời sống của ta. Cái đời sống ưu tư về muộn đó là trở thành một cái đời sống vô cùng màu nhiệm, sung sướng vô cùng, gọi là bất khả tư nghị, giải thoát pháp môn. Cái gì mà cần, có cái từ đó rất còn hay. Nó giải thoát mà người ngoài nhìn không biết được, không hay, không ngờ được cái sự giải thoát, sự an lành của con người mà cái tâm an và nó có cái vui đó, cái vui màu nhiệm đó. Cho nên đại chúng này để là đệ tử Phật làm học và tạo cho mình cái vui đó. Cái vui đó là cái vui mà mình có thể xong đời sống mình, cái vui đó nó tương đối. Còn như mà cái ngày mình thành Phật là nó tuyệt đối, nghĩa là không bao giờ nó có tái diễn những cái mình bất mãn, bất an. Còn bây giờ đây mình học là ít ra là cái giờ phút mà nó xảy đến những cái bất bình, bất mãn đó, mình phải biết nó để mà mình quán chiếu, mình tư duy để mình hóa giải. Đó là sự thành công của trên đường tu học của mình. Còn nếu như gọi là tu hành mà không có an và không có lạc thì coi như mình tu sai. Kể cả cạo đầu một tháng bốn lần, sám hối một tháng hai lần, ăn chay trường mà không hề có an, không hề có lạc là hoàn toàn sai rồi, không phải đạo Phật. Mỗi đêm đi tụng kinh 3 tiếng đồng hồ, nửa đêm thức dậy gọi là ngồi thiền, khuya thức dậy là lại lục hương, mà không có an và không có lạc là tu sai rồi, hoàn toàn không phải đạo Phật.
cứ lo lo không thành tựu, không bằng lòng thì phiền muộn, thì đau khổ, rồi thì giận, rồi thì thương, rồi thì ghét, rồi thì mừng, rồi thì buồn, mà không làm chủ được mình thì không có thì giờ an, không có lúc an. Mà không có lúc an, không có thì giờ an thì cũng không có thì giờ để lạc, và không có lúc để được vui. Mà tu là cái đó thôi. Hiện giờ là chúng ta phải hưởng được cái an lạc đó. Còn mà không có là coi như đừng có mong cái gì khác ở ở đời sau. Cũng đừng mong cái gì khác ở thế giới xa xăm nào. Đó là cái sự kinh nghiệm mà tôi năm nay là 98 này đó. Là 71 tuổi, 51 năm học đạo, hành đạo. Kể cả năm mới vào chùa tu nó là 52 năm. Mới rút ra được cái kinh nghiệm từng ngày, từng giờ trong cuộc sống. Tìm thấy được những giờ phút an lạc. Tìm thấy được những giờ phút mà mình thật sự giảng sinh cực lạc. Chứ không phải là không có. Đối với tôi mà giảng sinh cực lạc mà qua cái phía mặt trời lặn ở phương Tây là đồ bỏ. Không bao giờ tôi tin. Ai mà nói tới cái đó là tôi cho là cái người đó không có hiểu gì về đạo Phật. Những người đó gửi gắm tâm hồn ở trong cái thế giới mà không bao giờ có ngày hiện thực. Mà tôi phải thấy rõ là những giờ phút tôi giáng sinh cực lạc ở tại đây. Và cái an lạc là ở tại đây. Ở tại đây mà có những lúc mà mình thật là nhẹ nhàng, vui vẻ, đó là không có cái được khổ. Mà chỉ có sự an lạc, sự thanh tịnh. Thì đó là cực lạc rồi. Bởi vì ta định nghĩa cái chữ cực lạc là gì? Kỳ độ chúng sanh vô hữu chúng khổ, đáng sợ siêu lạc, cố danh cực lạc. Cái cõi gọi là cõi cực lạc của Phật đó mà. Phật A Di Đà đó mà. Là chúng sanh ở cõi đó không có bị các điều khổ, mà chỉ thọ dụng các điều vui, cho nên gọi là cực lạc. Vậy thì ở đây mà mình thấy được cái tính chất vô thường, khổ vô ngã bất tịnh, mình thấy được cái tính chất duyên sanh duyên quyển của dạng pháp rồi, mình không còn dính mắc gì hết, thì cái đầu của mình nó hoàn toàn rỗng rang, nó trong sáng, nó thanh tịnh. Mình nghe, mình thấy tất cả đều là một cái vũ trụ thiên nhiên màu nhiệm mà không có các điều khổ. Lúc đó nó vui, cái vui bất khả tư nghì, nó giải thoát, cái giải thoát bất khả tư nghì. Thì đó là cái giờ phút mình giáng sinh cực lạc đó. Cái cực lạc không có ở phía mặt trời lặn. Không phải ở cái chuyện Tây Phương mà như là văn tử người ta nói. Bởi vì tôi nói tới đó là tôi nghĩ rằng đại chúng đã nhớ rồi chứ gì. Pháp giới là bất. Vậy pháp giới là nhất. Nhất chân thôi. Nhất chân nghĩa là một bản thể của nó là thanh tịnh giống nhau. Không có chỗ nào vui mà cũng có chỗ nào khổ. Mà vui khổ là do tâm của con người làm cho mình vui, làm cho mình khổ, chứ không có cảnh giới nào làm cho mình vui mình khổ cả. Để ý được cái đó mà tu tập là mình tu tiến bộ lắm. Đời sống mình có đem lại kết quả thật sự, chứ không phải là tu hành là chỉ gửi gắm cho trời, cho Phật, cho các cái pho tượng. Không phải. Là lục các pho tượng là ta gọi là dĩ quyến độ chơn, rất là tầm thường, trong đó không hề có Phật,